Chào các bạn, tôi có một con âm lụt ly thuộc dạng quái thú đến từ Nhật Bản. Đây các bạn ạ. Quái thú luôn, bởi vì nó khủng, nó gấu. Nó khủng từ giá bán đến kích thước, đến độ sắc nét về âm thanh. Bề ngang của con âm ly này về và bề sâu ngang nhau 43,5cm. Chiều cao là tầm 18-19cm. To, gấu chưa các bạn? Và giá xuất xưởng con ông đi này ngất luôn các bác ạ. Tôi cho anh em xem này. Nó nặng hơn 20kg. Một con ông ly nặng tầm 15kg là rất nặng rồi anh em nha. Mà một con ông ly mà nặng hơn 20kg thì thuộc lại gì rồi. Các bác bê mấy con này phải có sức khỏe mới bê được. Với con ông ly này AX2000 DSP. Đây. Mặt tiền con âm ly này còn đẹp xuất sắc. Giá con âm ly này cửa hàng tôi bán giá 4 triệu đồng. 4 triệu đồng anh em nha. Giá xuất xưởng năm 1990 là 180.000 yên. Anh em thấy nó kinh khủng không? Thường thì những sản phẩm mà bán tầm ở trung bình ấy, thì nó tầm 50-70.000 yên hoặc 90.000 yên. Hơn 100.000 yên là đã nhiều lắm rồi. Cái con này 198.000 yên, nghĩa là gần 200.000 yên. Đây là thông tin. Đó, 320W. Và kích cỡ bề ngang về sâu đó 21,4kg. Đây là thông tin ra loa. Đó. Một con ôm ly có thông số ra loa như này là cực kỳ lớn các bác nha. Đó, đó là những gì tôi chia sẻ ngay đầu tiên. Anh em hãy nhớ con số 198.000 yên năm 1990. Con âm ly này sản xuất năm 1990. Giá 4 triệu đồng tại Minh Âu Đồ Long ngày hôm nay. Hàng bãi zin tuyệt đối, zin tuyệt đối luôn. Chỉ lau chùi vệ sinh để phục vụ các bác lên sóng. Nó màu xám đông chuẩn. Và âm ly này phải có sức khỏe mới bê được. Tôi nói thật như vậy. Tôi là một người cũng khá là to lớn, nhưng tôi bê con âm ly này cũng thuộc phải mệt với nó luôn. Đây là mặt sau. Nắp trên thì có xước sát theo thời gian không tránh khỏi nước sơn do đặt đồ khác lên. Những mẫu ly to này thì nó hay bị tác động, nhưng tổng thể đẹp, tổng thể đẹp anh em nhé. Anh em hãy nhìn mặt tiền này, tôi quay lại mặt tiền này. Mặt tiền nó gần như không có điểm chê luôn. Đó, đó là những gì nó có được. Màu xám lông chuẩn và nghe nhạc anh em để chỉ dụng effect on cho tôi. Nó màu xám nên là quay nó sẽ kỹ bị bóng ánh điện, nó bóng bóng vào các bác nha. Còn những gì các bác thấy nó thể hiện đây, khi các bác thì bác nào mua nó sẽ nhận được đúng như thế luôn. Không có một đường xước nào lớn trên mặt máy. Nó gọi là đẹp xuất sắc cái mặt tiền này. Còn bên trên có xước sát là không tránh khỏi. Không tránh khỏi đâu. Đó. Không bóp méo, có xước sát. Nó thuộc dạng khủng long của Nhật Bản sổng chuồng sang Việt Nam. 320W điện 100V. Số series là 51071RP. Cấu chữ U, chức năng bao dịch. Đó. Loa chính main, loa chính front. Loa center A, loa center B. Loa rear, loa phụ, loa súp điện. Đó. Nó cũng là một mẫu âm ly nhiều tính năng. Nhưng con âm ly này để nghe nhạc A, nghe nhạc Sitte cực kỳ hay luôn. Cực kỳ hay. Anh em có loa cùng dòng Yamaha ghép vào cùng bộ mà lại vừa tiền, những cái loại loa Yamaha 1000 690 cho vào con âm ly này đơn giản với nó nha. Những dòng loa Yamaha Bass 30, 35 hoặc là bất kể loa Nhật như thế nào cũng được. Loa Nhật Bass 35 như Onkyo tôi đang thử, loa Diatone Bass 30, 35, loa Pioneer, loa gì cũng chơi. Bởi vì con âm ly này nó gấu mà. Một con âm ly gấu nó có thể chơi được rất nhiều loại loa. Và khi đó nó khai thác được ra chất của loa, chất của sản phẩm, chứ không phải là con âm ly này nó chỉ đánh cho một hai cái loa. Điều đó là điều sai lầm nếu mà quan niệm như vậy. Và 320W này nó khác với 320W của loại khác anh em nha. Chứ mình đừng dùng cái 320W để so sánh con 400W hoặc con 200W. Có khi con 200W nó còn hay hơn con 300W. Nó chỉ là cái thông số tham khảo. Quan trọng là cái chất âm, cái độ dày dặn của âm thanh khi các bác nghe.
cũng như là cái giá trị xuất xưởng của sản phẩm. Tôi sẽ mời anh em nghe xem nội thất bên trong. Nó như một cái khối màu đen, màu xám đen. Các bác đợi vài giây. À thôi, nghe to lên tí đã nhỉ. Xong thì xem nội thất. Ở đây tôi đang chạy tín hiệu vào đường CD. Nếu các bác lỡ tay bấm vào nút này, phải bấm lại, trở lại cho nó mất tin. Mở cái nắp này ra, có các chức năng. Ở đây có gì? Có bát, có chép, có cân loa và chế độ nhạc. Ở đây tôi đang để chế độ FX off, chế độ chuyên nghe nhạc si te. Đó. Và có chế độ loudness, kiểu giống loudness. Extra bát. Này anh em có vang ghép vào đây nghe nhạc ok và nó gấu nó khỏe nên anh em hoàn toàn có thể nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc đan ok hết. Như lúc nãy tôi đã nói, bác nào có loa Yamaha mua con này đồng bộ mà con âm ly này giá có 4 triệu mà nó lại khủng như vậy, quá là ok. Loa 690, loa 1000 hoặc loa 700 của Yamaha, dòng Yamaha bass đánh cũng hay, dòng loa về miền Tây đường quê nghe tiếng hai hồ sóng nước lăn tăn buồn trôi theo ánh trăng nhòa cầu tre chiều cuối cùng em ngắm hoa hồng. Con này nó không có giải mã rồi biết thì các bác nha, nó nghe analog thôi nhưng nó thuộc dạng gấu đấy. Các bác hãy nhớ lại cái giá xuất xưởng tôi vừa mới nói để biết là nó đỉnh như nào. Mở nhà khác nhé, nhà tiếng bát mạnh để thể hiện chất của nó. Xong cuối cùng tôi sẽ cho anh em xem nội thất. Mấy đôi loa to này nó mới chơi với âm ly này xứng tầm này. Các bác đợi tôi vài giây sẽ cho anh em xem nội thất. Tắt nguồn đi. Tắt nguồn ra. Bác đợi vài giây nhé. Tháo nốt cái ốc nữa. Một mẫu âm ly mà mình nói mồm qua là mười mấy kg là mình cứ tưởng nó nhẹ. Các bác cứ nếu mà có âm ly nào tầm 15 kg, các bác bê thử xem. Bê 15 kg của âm ly nó nặng kinh khủng luôn. Nó khác hẳn với các bác bê một bao xi nhá. Một bao xi 50 cân nó khác, nhưng các bác bê một cái âm ly nó khác. Cái cảm nhận nó khác. Xem 198.000 yên nó có cái gì bên trong. Có cái gì mà nó khủng vậy. Nó thuộc dạng siêu khủng luôn các bác ơi. Tản nhiệt hai bên, mỗi bên 4 con sò than. Bên này 4 con này, xem bên này này. Bên này 4 con to phía dưới và những cái con nhỏ phía trên này. Đó. Mỗi con nhỏ dọc đây và 4 con phía dưới hàng dưới. Kinh khủng chưa? Cái nguồn này này. Nguồn này là thuộc dạng to lắm đấy các bác nha. Nó ăn sâu xuống. Hai tụ lọc cao lừng lững.
zin tuyệt đối anh em nha, zin tuyệt đối luôn. Lau chùi vệ sinh thôi. Vì mạch sạch sẽ đẹp, bởi vì nó là hàng bãi mà. Có mỗi cái là xước sát do quá trình vận chuyển từ bên kia về là không tránh khỏi. Nhưng được cái mặt tiền, mặt tiền của nó đẹp không điểm chê. Thì có con nào mà nó không bị cái chân của con phía trên nó tì vào mạnh thì là nó còn đẹp, không thì nó xớt. Nhưng mặt tiền mà xấu thì mất giá lắm các bạn ạ. Đến những con mặt tiền mà nó đẹp thì cái nắp trên thì nó là bình thường. Đài mờ, mờ các bác nghe to, nghe rõ, nghe căng thêm một chút nữa. Vỡ tan rồi, còn hay không có câu hẹn thề thứ xưa. Vẫn chẳng đi, vẫn theo gió lắng dù cùng mây, chẳng nào hay biết. Một người quên, một người chờ, vòng tay ông sẽ mãi mãi không về đây. Buồn mà chi, không làm chi, người ra đi mang theo con tim với linh hồn. Khóc thật nhiều cho mấy niềm thương đau, có nhau rồi, rồi lại mất nhau. Vòng tay em vui với ai hay, trong chốn này duyên tình tan vỡ. Dung nhà đây các bác ạ. Khi mình có những mẫu ly to khủng như thế này thì các bác có những đôi loa to, nó sẽ đánh hay, khai thác được giá chất của loa. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại nha. Chức năng rất giá trị của những con ly có chức năng pre, main, min, main hoặc pre out đây ra, đó là dùng con ly này chỉnh âm sắc cho một con ly khác hoặc cục đẩy. Trường hợp các bác có cục đẩy có thể mua con ly này về để ngoài việc mình nghe nhạc của âm ly này thì mình có thể dùng nó làm cái bộ phận chỉnh âm sắc cho một cái âm ly khác, cái tính năng pre. Như lúc nãy các bác đã thấy một cái cầu, hai cái cầu chữ U này, nó được nối liền trên và dưới ở chỗ này. Đây, main và out đây, in ở chỗ main, in out đây. Khi mà sử dụng chức năng pre thì tôi sẽ rút bỏ cầu chữ U ra và tôi sẽ cắm vào đường out này. Vẫn cho tín hiệu nhạc vào trên âm ly, các bác cắm đường nào thì bấm mặt đường vào, chọn tín hiệu ở mặt trước đường đó và phải rút ra và cắm cái pre out này ra, out này xuất xuống âm ly hoặc cục đẩy để lấy tín hiệu. Và khi đó mình sẽ vặn to nhỏ trên cái âm ly này, vặn to nhỏ trên âm ly, trên con âm ly này đó. Và chỉnh bát chép cho nó, cho con âm ly phía dưới hoặc cục đẩy phía dưới. Đây, tôi sẽ bật âm ly phía dưới lên nhé. Một tính năng pre hay gọi là main mà pre out. Và khi dùng chức năng pre thì volume này nó sẽ phải vặn to hơn so với khi các bác nghe nhạc trực tiếp. Chức năng pre lúc nào cũng thế. Đấy, to rồi. Thì bát chép vậy. Và đường vào mình cắm nhạc vào đường nào trên game đi này, mình vẫn phải để chế độ đó. Đây là với trường hợp anh em không đấu loa trực tiếp vào âm ly này, coi nó là cái pre để suốt âm thanh, giải suốt âm thanh, chỉnh nhạc cho cục đẩy và âm ly khác. Khi lớn nói yêu em rồi, bận lòng chi nữa, với anh xin hãy quên em. Vâng, xin cảm ơn anh em đã theo dõi hướng dẫn chi tiết rõ ràng. Giá cả là 4 triệu Việt Nam đồng cho một con âm ly thuộc dạng siêu khủng 320W. Siêu khủng ở đây nó là cái giá xuất xưởng cũng như cấu tạo của sản phẩm. 198.000 yên, sản xuất năm 1990. Mặt tiền đẹp xuất sắc, nặng như cục chì luôn, phải có sức khỏe mới bê được.